Mỗi khi nó về, ông hai lại biết thêm nhiều chuyện mới. Trong những chuyện mới đó có trò nấu ăn, nấu cà phê bán, cờ bạc. Ông hai hổ mê ngựa lắm. Ông nói hồi xưa phải có mấy con ngựa chiến như ngựa bây giờ, đánh nhau với tay cũng ngon. Ngựa hồi đó lùn xịt, chạy lẻ tẹt, dở quá. Đạn Tây bán lẹ như điện, né không kịp, thua là phải. Người ta mở trường đua ngựa, ông hai cùng cái bóng thành hai người khách sộp cái trường đua với mấy con ngựa chở trứng lúc chạy lúc nghỉ làm cho tài sản nhà cửa ông hai rủ nhau chuyển qua cho người khác mèo hàn mèo cuội già ôm gốc cây đa hai hủ tiếu lại về gốc đa bán cà phê quán cóc bà hai không nói một tiếng bà ngoan ngoãn nghe theo ông về gốc đa cái xóm nhỏ nhiều chuyện không có việc gì người ta không biết mấy bà già hết thời ngày nào cũng túm tụm nơi quán cà phê dưới gốc cây đa cái cây cây đa cổ thụ mấy trăm năm, xù xì cằn cỗi, mớ rễ phủ từ trên cao xuống, cũng cằn, khô quắt, rách te tua. Những chiếc bình vôi vỡ, những ông lò bể chất trồng nơi gốc. Gốc đa có nhiều ngách, lắm bọng, những cái bọng hình thành từ rễ chính của cây đa. Có cái nhỏ xíu, có cái to tướng. Bọng to người vừa, chui vô cũng lọt. Nhưng ai mà dám chui vô đó, lỡ kẻ trong đó không ra được thì đám kiến bù nhọt khổng lồ, cắn chắc là còn bộ xương. Nói tới mấy con kiến bù nhọt thì thiệt là hết ý. Nó giống như kiến đen, bự con, cặp càng mạnh thần lực, cắn phát nào để giấu phát đó. Mấy con nít, mấy người nhạy cảm bị kiến cắn sốt ly bì như là ông bỏ vẽ trích vậy. Lũ kiến làm tổ, trong cây đa nơi nào thì có trời mà biết. Mùa mưa, chúng rúc lên các bọng cây mùa nắng kéo nhau xuống đảo hang hang kiến chắc là lớn và sâu lắm người ta đồn hang kiến bù nhọt thấu xuống tới âm phủ lũ kiến xin mã diện ngưu đầu cái chìa ba làm cặp càng nên mạnh quá có người đem con chuột quăng chết vô gốc đa chú xíu chỉ còn chơi bộ xác trắng kiến bù nhọt là bộ tướng của thần cây đa trong cây đa còn có hai con các kè bông to trà bá hai thằng các kè này hay bỏ qua mái quán ông hai nằm hóng khói trời ông hai cưng hai con các kẻ này lắm trời mưa nắng tụi nó kêu ai oán mấy thằng nhỏ trong xóm cho hai thằng con này là quân sư của thần cây đa dưới trướng quân sư các kẻ còn có hàng ngàn con ma bay qua bay lại trên những cọng rễ phụ như là ta gian mấy con ma bùn này thích nhất là chơi trò bắt người nhốt vô trong bọng cây má giấu Ừ cái từ thường được nói là ma giấu Đám ma hiện thành gái đẹp Thành người già, bệnh hoạn Dụ người ta chui vô gốc đa Nhét phân bò với lá đa đầy họng Người bị ma giấu thường ngu ngu ngơ ngơ Rồi khít dịt trong cái tổ Muốn lôi ra được cũng là kỳ công Có người ra rồi nhìn lại Không hiểu sao mình chui vô được Có người tối ngày bị ma giấu trong gốc đa Là ông chín đèn Cha này là thợ điện Làm nhà đèn Bự con nhiều vợ, nhiều con Khoái nhậu Nhậu phải tới, chỉ mới mò mới về Thường là quá giờ dưới nghiêm Hai an ninh Khóm trưởng nhốt cả hoài cũng chán Thành ra cho thoải mái mà nhậu không can cái gì Nhậu đủ 7 ngày Tháng dư, tháng thiếu 30, 31 điều đặn Cứ hai ba tháng Lại thấy chả ngồi trong bọng cây đa Bầy vợ và con bu nhau Lôi kéo mướt mồ hôi mới chui ra được ra ngồi cứ dòm bà hai tủ tiếu thất thần còn mà buồn nào thích biến thành bà hai vậy bà vợ lớn của ông chín bán cháo đậu đen thứ cháo đậu nấu nhừ nhuyễn béo béo mùi mùi ăn với dưa mắm củ cài muối thì là khoái khẩu gánh cháo của bà có ba bà bán chung bà múc hai bà kia kéo bản kéo ghế và rửa chén bán ngay phía sau đình dưới bụi tre bên cái hồ nước cạn nhách cái hồ ngày xưa tên bầu xấu Trong bầu Có đại tướng cái dấu chấn ngự Thần hoàng thả con ngựa bạch bên bầu Ngồi nghỉ dưới bụi tre Còn cá sấu bỏ lên Tính đớp ông thần hoàng Ngựa bạch kịp hí một tiếng cho chủ hay Thần hoàng của đình Rút gươm chém một phát Cá sấu da dày như thép Gươm gãy ngang Phần lưỡi bay tuốt phập ngang cây đà Bây giờ dấu còn y Nhiều người thử lay nhằm lôi lưỡi gươm ra nhưng không ai thành công hết. Mấy trăm năm, cái đa tham báu kiếm sinh không biết bao nhiêu lần ra ôm chặt lấy. Những mép da tham lam nuốt dần nuốt dần, lưỡi gươm lọt vào tận lõi cây. Trong tay thần hoàng chỉ còn cái cán gươm. Còn số tinh há họng như cái máy dập mấy chục tấn trực táp thần hoàng. Ngựa bạch đèn lồng, đứt dây cương, chạy tới chịu cho cá sấu đớp một phát đứt làm hai. Thần hoàng lôi đình thịnh nộ Giận tới nỗi tóc tài dựng đứng Niệm chú gọi ngũ lôi Đánh cho con quái vật cháy đen thui Còn xấu tình sợ quá Chạy xuống nhà bè tác quái Thần hoàng từ khi ngựa chết Trong lòng buồn thiêu Áo thấn tư quan về sống nơi này Sau chết được vua mình mạng phong cho làm thần hoàng Con ngựa bạch trung liệt Cũng leo lên bàn thờ ngồi chung với chủ Cái bào nước sâu ngày xưa cạn dần Cạn dần thành cái hồ bơi Cứt vịt trong hồ mực nước trường bảy tám bấc, bèo sinh sôi kín mặt hồ. Hai bên hồ người ta nuôi vịt mấy đàn. Bầy vịt vừa bơi vừa rúc vừa ị xuống hồ, nhất cử tam tứ tiện. Mấy thằng con nít thích ra đó tập bơi, nước dơ lắm. Mấy bà mẹ cấm không được ra dầm nước. Còn con ma gia, đàn em của đại tướng cá sấu, núp trong hồ đấy. Có con bé sáng sớm ra hồ, nằm út mặt xuống nước mà chết đuối. Mấy ông nhóc làm sao quản cho nổi, Trưa nào tụi nó cũng đợi ba má ngủ Mò ra tập bơi trong cái hồ đầy cướt vịt Mấy bà mẹ Cứ thấy con về trên tóc còn dính bèo Là đè ra đét đít Tụi nhỏ cứ hết quần áo nhảy xuống bơi cho đã Xong nhỏng nhỏng Chạy ra phong ten ngoài trại cùi mà tắm Nước máy thở miễn phí Cứ dội thật kỹ Xong nhảy tưng tưng cho khô nước Rồi bận quần vô chạy về nhà Nói vậy tụi nó vừa tắm Vừa sợ mấy ông cùi trong trại thò ra nắm của quý hay là vuốt mông. Thành ra tắm phải có thằng dòm trừng. Ngoài mấy ông cùi, còn có mấy cô lớn ra gánh nước về nhà xài. Mấy bà này thấy đám con nít cởi chuồng chạy ra hét như xe lửa kéo còi. Hét rồi thế nào cũng mét cho tụi nó ăn đòn. Có mấy bà già hết thời, ngồi quán lê la từ sáng tới chiều đa phần dân giang hồ. Giang hồ ở đây không phải là anh chị, mà thật là dân sôi nổi, sông nước, từ tứ phương lạc về. Có hai chị em bà Mười lựu đạn là dân Bắc di cư, hồi xưa ngoài Hà Nội là gái nhảy. Di cư vô nam cũng làm gái nhảy, nhưng già hết thời biến thành hai mụ già chuyên chửi đời và nhậu. Bà Mười tên gì không ai nhớ rõ, bà bị kêu là Mười lựu đạn vì có lần nhậu xỉn, đỉnh cúng, đang hát bội tuồng lưu kim đính giả gái thọ châu. Tự nhiên có cô đào hát, nhảy treo lên sân khấu, làm nguyên một khúc suý vân giả dại. Trống trầu do ông lai cúng, đại kỳ rộng ầm ầm, cái này kêu là trống chửi. Cô đào hát say xưa như điếc, đến cái khúc quần, xé áo tuẻn tuẹt, thì cổ làm thiệt. Trời ơi là trời, là ba mươi, đúng là con mụ lựu đạn. Mấy ông học trò lễ áo thụng xanh, mũ cánh chuồn nhảy lên lôi bà, náo loạn, bà gào thét, trời in trời. Bà nhì nhì ở đây là thứ mười hai em bà mười ngồi nhậu mấy thứ thịt gà thà người ta bỏ lại khi cúng ở đằng sau đình nghe chị mình gào bèn chạy ra vác ngay kết trường đao dựng trong giá mười tám món binh khí chém loạn xà ngầu hương chức hội tề mặt xanh như đít nhái chạy ra giáo bà em cũng ngà ngà nhảy lên sân khấu múa vòng vòng là quan vân trường quá ngũ quan chảm lục tướng Xúy vân với quan công màn cuối Nên duyên sắt trời đất Hai ông hữu tiếu tới giờ này mới hay Bước lên sân khấu Núm từng bà lượn xuống Như lượng cái bao cát Hai bà này cộng thêm mấy cô đào hạng bét Giạt ra từ những gánh hát hạng bét Làm thành vô số những câu chuyện trên trời dưới đất Sáng nào mấy bà cũng chết bột trắng Nhách cái mặt Như mặt nạ rồi ra ngồi quán Mấy bà này theo bà chín tỵ Em gái ông Ba Vân kén nghiện, trôi giặt về đình, sáng ra ngồi theo chuyện. Ngồi tới cỡ 8-9 giờ, rủ nhau vô theo áo quần, phong màn cho mấy gánh hát. Rồi có mấy bà làm me tây, tây chuyển hết không còn là me nữa, chắc là cóc. Mấy bà này rồi cũng ra quán, hóng gió ngáp chơi. Mà cóc nào không có con thì không nói, bà nào có con thì mèn ơi, mấy đứa tây lai like này đẹp hết ý. Trong xóm đình, hoa mọc nhiều như cỏ hoang, chỉ trừ cái bông sen một mình trong hóc là hoa bày trong bình thôi. Ông bà hai thật là dễ chịu, bà nào ngồi bao lâu cũng được, muốn uống cà phê cứ tự nhiên vô bếp rót mà uống, miễn phí, cái thứ cà phê rào nước hai ba nước mà. Chỉ có hai ba cái bàn kê đối diện, bàn thờ ông hổ là đám đàn ông, bà nào cũng có bàn cờ tướng, dân ngồi ở đây trà tiền đang hoang và là dân anh chị thứ thiệt Tay đại ca đầu tiên khống chế những tay chém trong xóm là được lớn. Thằng cha con này to con, mạnh như kiến bù nhọt. Ông Sáu, thầy bói, lỡ miệng phán trả chết bất đắc kỳ tử, bị trả đập bèo nhèo, gãy hết mấy cái răng. Sau khi thống nhất giới giang hồ từ chợ Hòa Hưng sang đến khu cống bãi xếp và lên tới chùa Định Thành, được lớn bắt đầu mở dòng bài và động điếm. Dòng bài thì phục vụ cho mấy tay lính nhảy dù, thuộc trại Nguyễn Trung Hiếu, trại này nằm đối diện nghĩa địa chí hòa còn cái hang nhìn nhện thì để dành cho lính mỹ được lớn trấn thống khu vực bằng mã tấu cái thứ đồ nghề rèn những thanh nhíp xe jeep mà bén lên nước tướng bự cộng với cây mã giải thước hai coi bộ hù người ta chết đi được tết đinh mùi có hai tay lính nhảy dù đem trái lựu đạn quăng ra sòng đặt thay tiền rồi rút chốt hù hồ ly xong hốt hết tiền được lớn ở trần đang nhậu Nghe tin có lính lật sòng Vác mã chạy ra Trả ra tới đầu đường Thì trong này bà con nghe tiếng súng nổ gian Rồi được lớn Hai tay ôm bụng bang bang chạy vô Máu chảy ướt cả đường hẻm Vô tới quán cà phê gốc đa Chả ngã ngửa ra trong tay ông hai Hai tay buông ra Ruột đổ ra cả nùi Được lớn kết thúc nghiệp Trong cái chết đầy tiếc nuối Hai con mắt mở trừng trừng vốt cách gì cũng không nhắm. Xóm đình tiếc thằng cha hảo lớn, bèn bạo nghe. Từ sau đó, đàn em lên thay được lớn, vẫn là cách kinh doanh như cũ, nhưng không xài mã tấu nữa. Tứ xài súng là tay ăn cướp thứ dữ. Ác giả ác báo, cảnh sát bao vây nhà tứ, trả nhảy từ nóc nhà xuống nhà đối diện, vừa chạy trên nóc nhà vừa bắn trả. Đạn lạc trúng ngay con bé Lan, còn bà đào hát hoàng điệp, Tội nghiệp con bé mới mấy tháng tuổi bị bắn bể mỏm xương đùi. Lớn thành tật cả nhắc. Tụi con nít trong xóm kêu là con lan quẻ hay lan khùng. Cha tớ nhảy nhót, lòi nhòi trên mấy cái nóc nhà. Xui sao cái nóc nhà bà mười lựu đạn nát mẹt nó rồi. Rớt xuống cái đất bộp như là trái mít suốt cùi, còn làm dữ nã thêm mấy phát. Đám cảnh sát điên lên, bắn thôi người lủng như cái rổ thưa, chết ngặt đại ca tứ chết bảo lại con vợ đẹp như tiên đó là bà nhan thiệt như là tên người nhan như ngọc mặt như ngọc người cũng như ngọc tiếc thay viên ngọc vần dưới bùn đại ca tứ đi đứt bà cũng chủ động nhền nhện thành gái điếm cao cấp bắt đầu có chuyện với cái bóng của ông hai nó mê bà nhan này quá từ sáng sớm tới sáng hôm sau tức là suốt đêm hôm đó nó cả già quanh nhà bà nhan mê muội nó bỏ ông hai đi tuốt, không đèm quay về. Ông hai hủ tiếu già thấy rõ, tóc ông bạc trắng như bông. Hồi xưa tới giờ tóc ông bạc đen. Đen rồi bạc, tùy theo cái bóng đi đi về về. Bây giờ nó không thèm về nữa thì làm sao? Ông hai lò mò vô cái hang tối xui, sau đỉnh, năn nỉ cái bóng về với ông. Thất bại, ông trở ra gốc đa uống. Trời sâu đất thảm, uống rồi chửi, chưa rồi đấm đá, tượng ông hổ Bình thường sau câu đoạn đó ông đi ngủ Nhưng lần này ông hai đấm đá xong lại quay về uống Máu tươi nhỏ giọt chỗ mắt cọp Máu chảy nhiều như máu đực lớn đổ trước bàn thờ ông hổ Không biết ông hai uống chửi đánh bao nhiêu ngày Người ông tóc teo, tay chân, mặt thòng lòng Một mớ da bùng nhàng nhăn nhúm Ông già bất tử mấy trăm tuổi trong một thời gian ngắn Già chảy dệ ra Bà hai vẫn tỉnh bơ Cái nhìn của bà thả đi đâu đâu mà kệ ông chồng làm gì thì làm. Trong bà không có người đàn ông đó. Hơn trăm năm trước ông đã chết cùng ông thầy dễ thương. Một đêm trời mưa như thác đổ, trong cái hộp bít bùng, bà hai ngồi xõa tóc cười như khùng. Hai con mắt bà nhìn thấu qua màn nước, dày như hai cây đèn măng sông che sáng rực. Có lan quẻ, con bà Hoàng Điệp, nửa đêm dậy khóc thôi là khóc. Tiếng khóc xé ruột xé gan của nó, xé nát màn mưa, bài tới khắp các nhà trong xóm sấm sét đánh liên hồi kỳ trận vô cây đa trong những căn nhà nhỏ rột nát người ta nói với nhau quỷ nhập tràng bốn nhập vô cây đa đang đánh nhau với ông thần cây đa cuộc chiến căng thẳng quá ồn ào quá tiếng mưa tiếng sấm tiếng khóc tiếng cười trộn nhau thành thứ ồn ào làm cho cái bóng thức dậy nó nhìn người đàn bà nó mê muội nằm co rúm trong mềm gối bèo nhào người đẹp sao mà bèo nhào như cái rẻ rách vậy rồi nó nghe như có tiếng ông chủ nó húc ngoài cây đa nó bật dậy chạy ra mưa tạnh cơn mưa tạnh ngay như chưa bao giờ mưa bà hai thôi cười có lan thôi khóc thế gian trong một phút im lặng ông hai bất tử mấy trăm tuổi không biết treo tòng ten một bên nhánh đa thân hình ông căng phồng như cái túi đầy hơi cột thắt nơi cổ mở ra thừa nhùng nhằng tròn ủng cả xóm túa ra trong im lặng tuyệt đối ông thần cây đa chết trong trận chuyến cùng quỷ nhập tràng rồi ông chết vì thiếu cái bóng vì uống nhiều quá vì thể lực hao mòn quá tượng ông hổ thờ trên bệ nước mưa chảy thành dòng trên mắt cọp nước tuôn ra từ khóe mắt cái bóng nhìn ông chủ mình như cái túi treo hơi lủng lẳng trên cây trong im lặng một hồi lâu rồi tự nhiên nó hét lên Xét đánh cái đùng Cái bóng biến thành một luồng khói trắng bay mất Tự ông hổ tét làm hai đầu Từ đầu tới đuôi Cả cái của quý cũng được tạc cẩn thận Bên dưới cũng tét hai Cái tượng rỗng ruột Bên trong một bộ xương người khô quắt lan ra Bà hai Trong cái hộp Rú những tiếng như là cú mèo Chạy ra ôm chầm bộ xương Bộ xương nát vụn nằm trên nền dân đình Cái nền ức sũng nước mưa bà hai nằm sấp nguyên người bà úp tròn lên bộ xương nước mắt chảy như suối nước mắt chảy tới đâu bộ xương tan ra thấm vào người bà tới đó cái túi da người treo trên cây tự nhiên xì ra một đám hơi thối hoắc thối kinh khủng người ta dần dần bỏ chạy người ta chạy hết thì sợi dây đứt ngang ông hai rơi trở lại mặt đất trời sáng trời hết tối rồi sáng lẽ tự nhiên trong ánh sáng trần trụi cuộc đời cũng thành đơn giản hơn. Người ta quan tâm tới bữa ăn nhiều hơn. Cần có cái thứ gì đó nhét cho đầy cái túi rỗng trong người. Bà hai, sau khi ông chồng chết trở thành câm, mà không nói nữa, quán cà phê dưới gốc đa ế ẩm. Không ai còn hỡn mà ngồi nhâm nhi cà phê, ai cũng chạy kiếm ăn. Quán ế hay đắt bà không cần biết, ăn hay ngủ cũng không còn là chuyện bà quan tâm. Sau khi bộ xương trong tự ông hồ thấm hết vào người bà, bà trở thành già quá sức mái tóc đen thui dài lướt thước bạt trắng như ngũ tử tư da rẻ nhăn nhau khủng khiếp rồi nổi mốc đèn trắng một đêm tóc bà rụng trắng cái giường đầu bà thành chọc lóc như thầy chùa hai con mắt mờ đục không còn cháy rừng rực nữa một hôm bà bỏ quán dọn cái giường vô trong cái hóc kẹt sau cái bếp của đình bà vào đó sống cái quán người khác bán bà chủ mới của cái quán là một người đàn bà của ban ngày ông chồng đi học xa lắc vì thời thế bỏ lại bà vợ lanh lẹ ba đứa con gái nhỏ chun chút như ba cái ly bà phải chạy ra đường kiếm cái sống cho bốn mạng trong nhà quán ngày càng đông trở lại bà chủ biết ăn biết nói chịu khách quán đông một phần cũng nhờ những tay kép cô đào giạt xứ bây giờ kéo hết về sống trong cái xóm này những con người này sống về đêm ban ngày rảnh ngồi mòn đít trong quán bà hai sống trong hóc đình sống lặng lẽ những cái vòng len keng trên tay Bán lần hồi cho chuyện ăn uống Té ra đó là vàng thật Bà sống lâu quá Lâu tới mức số vòng vàng hết trọi Bà vẫn còn sống Ai đâu mà nuôi Bởi vậy bà phải đi xin Trời ơi người đàn bà của ngày hôm qua Chống gậy mò ra đường Hai con mắt mờ đục Nhưng bà không ngửa tay xin ai Bà đàng hoàng đi vô nhà những người quen ngày xưa Ai cho bao nhiêu thì cho Và sống mãi bằng cách đó Sống ốm yếu hom hem Người đàn bà khô lần Khô lần như con cá phơi ngoài trời nắng Rồi bỗng nhiên bà biến mất Không ai thấy bà đâu Người ta bàn tán lung tung Nhưng câu chuyện cũng mau chóng dụng và quên lãng Người ta có những chuyện khác gay cấn hơn để bàn Như chuyện thằng hải mèo bị chùm bao bố Hay con lan quẻ có bầu Con lan quẻ lớn lên hồi nào ai có biết Nó khủng khủng Ai đụng vô nó chửi tan nát Má nó Bà Hoàng Điệp nghỉ hát từ lâu, bà đào hạng bếp này chuyển qua giao bánh mì sáng nào tiếng bà cũng lảnh lót khắp hang cùng ngõ hẻm chưa có tay bán bánh mì nào giao ngon như bà trời mờ sáng bà điệp đã đi ra lò lãnh bán bánh con Lan ở một mình trong nhà nói cái nhà cho nó oai thật ra chỗ hại mấy con bà điệp ở tệ hơn cái hộp của ông bà hai không biết cái con nó ngủ say thằng khốn nạn nào vô làm bậy mà nó có bầu mấy thằng xích lô hay ngủ ngoài mấy cái xe xích lô để dưới gốc đa bị các bà vợ lôi về đe nẹt quá chừng thằng nào thằng nấy thể sống thể chết không có dớ vô con lan què chỉ có bà điệp và con lan là im re con lan cũng có biết ai đâu thành ra hỏi nó cũng như không trong số những người bị nghi ngờ có cha tư cha này phế binh què mặt dỗ như tổ ong cha phụ bán trong quán cà phê dưới gốc đa tối chui vô cái hộp ngủ trong đó coi chừng mà cái ổ của má con Lan thì gần sát cái quán Cha Tư quẻ giáp với con Lan thì quẻ xứng đôi quá Cha Tư chỉ biết trợn con mắt vàng khè Nhìn chăm chăm vô ly rượu Cây lý Mỗi khi có ai nói bóng gió Chuyện ổng với con Lan Thiên hạ ác mồm Hồi con Lan còn nhỏ Ông bồng ấm nó hoài Ông Tư quẻ thiệt tình không có Ai không biết Chứ bà Hoàng Điệp thì dành ông Tư Ông về xóm này cũng vì bà Điệp Ngày xưa anh chàng biệt động quân tư mê cô đào hát có giọng hát ngọt như mía lùi điệp. Mê giọng hát, anh không quan tâm cô nàng mập ú xấu như ma. Anh theo cô đào lưu lạc xóm đình, xong cắm rùi đây luôn. Bà điệp mãi không chịu ông tư, thành ra ông tối ngày mượn rượu giải sầu. Rồi chuyện tào lao đổ lên đầu, chăm miệng, cũng không cãi nổi. Ông tư uống tới một ngày trào máu họng, trở vô bệnh viện đã chết vì vỡ gan ngày con lan quẻ sinh con má nó khóc như mưa tiền không có làm sao vô nhà thương bà chủ quán cà phê móc ra một cục bà gói tròn ông tư quẻ để lại cho mẹ con bà điệp thấy bà đưa con lan đi sinh về kể chuyện trong bệnh viện nghe như hí kịch con nhỏ đau quá chửi từ bác sĩ tới y tá chửi cái bụng to chửi má nó sinh nó ra chửi hết trọi thì thằng con trai lọt ra cái ọt thằng nhỏ nghe má nó chửi tức quá cái mình khóc như gào con Lan hết khủng Nó hết khủng luôn Từ khi con nó khóc chửi đời Ngày nó ấm con nó về Đi thẳng vô nhà đực nhỏ Cha đực nhỏ này là em ruột của đại ca đực lớn Thì ra người làm bậy là đực nhỏ Thằng nhỏ dòm giống Ý như thằng cha Hết chối Đực nhỏ bị hai nhái chửi như điên Phải chu cấp cho mẹ con con Lan Con Lan từ đó chống cây nặng Đeo cái giỏ theo má nó đi bán bánh mì Sáng sáng tiếng nó giao bánh mì nóng giòn nghe vút cao giòn tan như bánh bì nó bán. Thằng đực con lớn như thổi, cái mặt nó hồi đó tới giờ vằn vẽ như mặt cọp. Nó lăng quăng dưới gốc đa chơi một mình. Mấy con kiến bù nhọt từ hồi ông hai hủ tiếu ngủm củ, trở nên hung hăng ghê gớm. Nhưng chừa thằng đực con ra, không cắn nó. Thằng đực con khóa nhất cái trò chui vô những bọng dưới gốc cây đa trốn má. Họ lan quẻ kêu con nghe ảo não như tiếng cú đêm. Trên ngọn cây đa có con cú mèo Sống mồ côi một mình Mấy thằng nhỏ hay vác ná bắn nó Vô ích thôi Cây đa cao quá Viên đá bay hết tầm chưa tới được 2 phần 3 chiều cao của cây đa già Con cú sống thoải mái Bằng những con chuột chui rúc bên dưới cái cống Phía sau quán cà phê Khuya khuya nó buồn buồn Rúc những tiếng kêu nghe nổi ra gà Con lan quẻ kêu con cũng y thinh Thằng nhỏ có khi chui ra cười khỉ khỉ có khi ngủ khò khò trong đó Kệ má nó rú thê thảm Một bữa Thằng nhỏ chui từ trong cái bọng cây đa ra Với một cục trắng tròn tròn Nó bỏ xuống đất Làm trái banh đá chơi Trời thần ơi Là cái sọ người trắng hếu Không còn cái răng nào Cả xóm đổ xô Vô coi Thằng được con Được mớn mấy chục kẹo Để chui vô Hết những thứ trong bọng cây ra Nó móc ra đủ thứ xương Nguyên bộ xương người hoàn chỉnh Chỉ thiếu chắc là ba cái lặt vặt như ngón tay ngón chân thằng đứa con có lôi ra hai cái bông tai một hột bẹt bà chủ quán cà phê mặt xanh lè đôi bông tai hột bẹt của bà hai hủ tiếu ngày sau xóm đình thêu dệt nên những câu chuyện nghe ly kỳ rùng rợn con quỷ nhập tràng sau khi bị thần cây đa là ông hai hủ tiếu đánh bị thương nghiêm trọng đã quay trở về nó lặng lẽ túm vợ thần cây đa nhét vô trong bọng cây khiến kiến bù nhọt gặm còn trơ xương hồn bà hai không siêu thoát thành con cú mồ côi đậu trên cây đa trách đời. Bà chủ quán cà phê sau này cũng thôi là cúng. Ông chồng bà hỏng rất giỏi, tốt nghiệp về sớm. Chồng về, việc buôn bán càng thuận lợi, bà cũng thôi lưu bù. Cái gốc cây đa sau khi thẳng đực con, lôi bộ xương của hai bà ra, không ai dám ngồi gần. Bà Hoàng Điệp rất con gái với cháu ngoại, bỏ xóm đi mất. Một phần vì con lan quẻ, sợ quá lâu lâu nổi cơn khủng. Phần khác bà sợ thằng được con, chui giết vô gốc cây, có ngày thành quỷ nhập tràng. Cây đa quán nước cái đình ba thư gắn kết vào nhau với những chuyện kỳ quặc với người đàn ông bất tử, người đàn bà thấy hôm qua và tượng thờ ông hổ. Chuyện dâm gian đồn đại lung tung, trưởng xóm, cử người đốn bỏ cây đa. Nhóm thợ thứ nhất đưa máy cưa, treo lên ngọn thì đứt, thì đứt dây. Cái cưa rơi từ trên cao xuống đập ngay đầu ông trưởng xóm Ông này té xuống nằm liệt tới chết luôn, chấn thương sọ não. Nhóm thứ hai, một người trèo cây chưa gì té gãy chân, lại thêm phủ cả người mấy tháng. Nhóm thứ ba, dùng xe thang chuyên dụng móc vô cây, xe đánh cái đùng, chiếc xe cháy đen phải kéo đi sửa. Cây đa có thần hay có ma, ai mà biết. Nhưng thôi, người ta để yên nó, rồi thôi. Cây đa dẹp không được, dẹp cái quán nước, cái quán cà phê này là trung tâm thông tin nhảm nhí, dẹp phức cho rồi. Cái hộp sắt như vậy được tháp tung. Cái bếp xây bị đập bỏ. Người ta dỡ quán, chuột bên trong chạy ra mấy trăm con. Con nào con nấy mập úp. Cả xóm tưng bừng đập chuột. Chó thì sủa. Người lớn con nít gieo hò như vắt cuồng. Chuột chết la liệt khắp xóm. Ai hay dưới quán là một ổ chuột khổng lồ như vậy. Cái quán dẹp xong, tối đó mưa nho nhỏ con cú mổ côi trên cây đa kêu miết cả đêm. Sáng hôm sau nó nằm chết bẹp trên cái đống tôn gỗ ngổn ngang bên dưới. Ngày sau con cú chết, chị cũng dọn nhà đi qua chỗ khác. Chị và hai đứa con gái hì hục cột đồ chất lên xe. Nhà nhỏ đồ đạc không có bao nhiêu, phần chị vứt bỏ không mang theo cũng nhiều, nên số đồ mang theo chỉ vừa sắp đầy cái sàn chiếc xe tải nhỏ. Ba mẹ con mồ hôi đọng thành hạt trên cánh mũi, nắng soi hồng má mẹ lẫn má con những cọng lông măng như khói như xương bịn màng trên má ai cũng đẹp không biết sao có người đẹp như vậy tức cười là chị và hai đứa con đẹp quá mà bị chồng bỏ thằng chồng chị tôi rảnh lắm cha này là con cháu hoàng tộc nhà giàu lại là con một chị và ông ta không có con trai nên ông ấy xua chị ra đường cũng phải mà công nhận ông chồng chị đẹp trai ác chiến nhìn như lai tây tôi gọi ông là bão tố khi tôi vui còn khi buồn bực tôi gọi là bão táp Dĩ nhiên táp cái Thứ tôi muốn trả táp thôi Chị thân gái chưa đủ Hết mấy chứng chỉ văn khoa Đã vội lấy chồng Ai biểu bướm vàm đậu nhánh mù u Lấy chồng càng sớm lời du càng buồn Học khoa văn mà không biết chuyện này Tới giờ không nghề nghiệp Hai con lùi thùi ra đường Thành ra chị chọn xóm đỉnh Để ở cũng dễ hiểu Nhà rẻ Buổi sáng chị đi làm nhân viên văn thư chiều về đi làm người giới thiệu chương trình cho đoàn kịch nói, mang tên các loại hoa thật là sang trọng. Chị sống trong cái đình này như người bên lề cuộc đời. Hai đứa con bị nhốt trong nhà không thỏ đầu ra đường. Ngày chị hay tin người người chồng trước đi lấy vợ. Tôi thấy chị say. Bước chân chị về khi trời tối cũng chưa bao giờ loạn choạng Mà lần này chị mấy lần muốn té. Trời ơi tôi muốn chạy ra đỡ chị nhưng tôi vẫn ngồi yên nhìn. Cái quy định của tôi là nhìn và chỉ nhìn tôi không muốn vượt qua giới hạn chỉ vì bước qua một cái thằng con nít như tôi lập tức cháy tiêu cháy như cái bóng của ông hai hủ tiếu rồi chị cũng dậy được vô nhà được chị nhìn tôi một cái cái nhìn như cảm ơn tức cười mắc cái giống gì mà cảm ơn chị đứng dậy được và bước đi hết trơn rồi cái thứ tình yêu ngọt ngào ngu ngơ của cô bé sinh viên khoa văn từ đà lạt xuống sài gòn Chị biết thứ mình cần là gì Biết từ đâu lấy được cái thứ đó Một năm sau Chị dọn nhà lấy ông chồng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Căn nhà mới nghe nói nằm trên con đường toàn biệt thự Nhà chị cũng là một cái biệt thự Rồi chị làm thơ Cái thứ thơ tình yêu ngột ngạt Nóng như lửa của chị đang đầy trên báo Chị thành nữ thi sĩ Thứ giữ Cái tên loài hoa giúp ông Mạc Đĩnh Chi Làm trạng nguyên Của chị bây giờ làm xuân sao tao đàn lại nghe nói chị in được 9 10 tập thơ bán chạy Cái xóm đỉnh chị bỏ lại sau lưng Cây đa bây giờ Còn một nhóm cảnh khô khóc Nó sắp chết già Nó chết già, chết như ông thần cây đa Tôi thấy con quỷ nhập tràng trong cây đa Nó bay xẹt từ tượng ông hổ Sang cái bọng sâu nhất Tối thui trong cây đa Con quỷ có hai mắt đỏ như lửa Nhưng nó giống ông thầy đồ đẹp trai trong bức tranh Trên vách đỉnh quá mạng Bật mí Chuyện này giữ trong bụng lâu quá Tức bụng phải xì ra Rồi mai mốt cúng đình sao dám về Con quỷ nhập tràng tác quái Mà ông thần hoàng giả ngu Ngồi chờ chóc ngóc trong bàn thờ Cũng phải thôi Cây gươm thì gãy con ngựa chết rồi Vua chúa cũng thôi không còn mống nào Lấy gì mà trị đây